ơn của Chúa. Hôm nay chúng ta cùng quy tụ để dâng lên lễ vinh danh của phục sinh. Lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta hãy bước theo Chúa Giêsu, học với Ngài và sống với Ngài, bởi chính Ngài là đường, là sự thật dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa giúp sức ban ơn để cuộc sống hàng ngày mỗi người chúng ta luôn luôn bước theo Chúa trong mọi sự. Dâng lên lễ chiều hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt cho các bà mẹ được tôn vinh vào Chủ nhật thứ hai của tháng năm, những người mẹ trên trần gian này với tính chức là mẹ, Chúa ban cho. Xin cho các bà mẹ luôn luôn là gương mẫu trong gia đình của mình cho con cái và vun đắp hạnh phúc cho gia đình, cho chồng, cho con. Xin cho mỗi người mẹ biết noi gương Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của nhân loại, mẹ của tất cả chúng ta. Chúng ta cũng hiểu với những lời xin lên chiều hôm nay để với các đoàn trưởng nữ, xin cầu cho các thành viên trong ban đoàn để với gia đình nhân lực tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 5 năm thành hôn. Xin cho gia đình được bình an khỏe mạnh, đưa chân và nữ tu Agatha Phạm Thị Ngọc Tinh mới qua đời. Cầu cho linh hồn du xe năm xứ du xe sinh phụ phó du xe linh hồn thai nhi Maria Anna Kiều du xe và Anna Du xe tôn cầu cho ông bà của tên hồn ngoài, cho gia đình được bình an, cho Anna Hùng, Đa Minh Thuận, Du xe Thắng, Du xe Linh, Anna Cả, với tất cả những người đấy. Giờ đây chúng ta hãy tâm ủng hộ tổ đội kiểm soát và xin cảm ơn anh đấy. Xin đem lời hôn khỏi năm thơ cho ba tuổi và những đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thank you.
lời Chúa. Kẻ đem thể đều đánh thành lời kết ngài và chọn Tê-phê-nô, một người đầy đức tin và thánh thần, và chọn Phi-líp-pê, Rô-cô, Ni-ca-nô, Ti-mon, Ta-phê-nê và Ni-cô-lê quê ở Antiochia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa tuyên truyền và số môn đồ ở Jerusalem gia tăng rất nhiều, cũng có đám đông tư tế công phụng đức tin. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì
Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao mà chúng con biết được đường đi? Chúa Giêsu trả lời: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Thưa quý ông bà anh chị em, nghe Chúa Giêsu nói như vậy, chúng ta phải tự hỏi lại: Chúa Giêsu là đường có nghĩa là gì? Có phải Ngài là người quốc độ hay người nghèo tự trong, hay Ngài là người cát đường phật, hay là người tinh luyện? Chưa, không phải như thế. Chúa Giêsu Ngài tuyên bố: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Có nghĩa là Ngài muốn nói cho toàn thể nhân loại cũng như cho tất cả chúng ta: Chúa là đường thì Ngài nói cho chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường để đi về cùng với Thiên Chúa Cha. Ngài là sự thật bởi vì ngoài Ngài ra không còn sự thật nào khác. Có nghĩa là chỉ có Ngài mới là đấng tư đồ duy nhất, là đấng duy nhất dẫn chúng ta về với Thiên Chúa Cha, dẫn chúng ta tới nguồn sống, sự sống sung mãn là chính Thiên Chúa Cha. Ngài là sự sống bởi vì Ngài chỉ cho tất cả chúng ta biết phải sống như thế nào cho hợp với ý của Thiên Chúa, sống theo Ngài, gắn bó với Ngài, cho dù có phải gặp thử thách gian truân, có phải gặp những hy sinh từ bỏ, vì chỉ có như vậy mới dẫn chúng ta đến sự sống thật, sự sống vĩnh cửu mà mỗi người chúng ta đang là ước vọng ngày sau chúng ta sẽ được về đó. Như vậy, con người chúng ta rõ ràng đang được Chúa Giêsu mời gọi hãy đến với Ngài để nhận lãnh những lời giáo huấn của Ngài, lời chỉ dạy của Ngài để chúng ta được thúc đẩy và hướng dẫn để đi vào con đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu Ngài chính là con đường bởi vì chính Ngài đến để chỉ và giáo huấn chúng ta, dẫn chúng ta đi trên con đường tiến về quê trời. Nếu như chúng ta không chịu nghe lời của Ngài, chúng ta không đi vào con đường Ngài chỉ cho chúng ta, thì chúng ta dẫu có đi suốt cuộc đời này cũng không thể nào đến được sự sống vĩnh cửu đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Bởi vì ngoài Ngài ra sẽ không còn đấng cứu độ nào khác nữa. Con người Chúa đã đi qua để dẫn đến dẫn Ngài vào sự sống vĩnh cửu, đó chính là con đường thật giá mà Ngài đã bước lên. Thì đối với tất cả chúng ta hôm nay, Chúa mời gọi hãy đi theo Ngài là con đường, nghĩa là Chúa cũng đang mời gọi tất cả chúng ta hãy sống như Chúa đã sống. Chúa đã bảo ai muốn theo Thầy thì hãy vác thập giá mình hàng ngày mà theo Thầy. Như vậy con đường Chúa Giêsu dẫn chúng ta về với trời là một hành trình không những nó dài mà nó còn đòi hỏi rất nhiều những sự hy sinh và từ bỏ. Nếu chúng ta không dám hy sinh, không dám từ bỏ để đi vào con đường của Chúa, chúng ta có đi hết cuộc đời mình cũng không đến được với sự sống vinh cửu. Thế cho nên lên đường với Chúa Giêsu cũng là lúc chúng ta được mời gọi mỗi một người hãy bỏ lại đằng sau lưng của mình những dấu chân của vương vấn, của tiếc nuối. Đi với Chúa Giêsu chúng ta phải bỏ đi cái vỏ bọc của con người chúng ta, đó chính là những sự kiêu hãnh, sự độc đoán, cái tôi với con người của mình. Bởi vì con đường Giêsu là con đường của từ bỏ và khuyên nhở. Đi với Chúa Giêsu chúng ta phải bỏ đi hết những câu kinh của tham lam, của những cái cản trở vướng víu. Đi với Chúa Giêsu chúng ta phải bỏ đi ý riêng của mình để hoàn toàn vâng phục thánh ý của Chúa, trở nên một với Chúa. Đi với Chúa Giêsu chúng ta cần gỡ mình ra khỏi những luồn lách của tham lam lươn lẹo, phải bước ra khỏi cái vỏ ốc của những tính toán vụn vặt
để sống một đời sống hy sinh trong yêu thương và trong phục vụ giống như Chúa. Đường Giê-xu là con đường sự thật, nó không phải là con đường của dối gian, của các lớn hơn các bé, hay là đường của mạnh vì đạo, bạo vì tiền, của bao che và bất công thường yêu bạn và chị em. Tất cả những điều Chúa mời bạn chúng ta từ bỏ đó, Chúa cần chúng ta phải sống và thực hiện nó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhìn vào xã hội thực tế hôm nay, ta thấy không thiếu gì những cái con người vẫn bước theo những con đường tham lam bất chính, lầm lừa, gian dối, con đường của các lớn nước các bé, con đường của mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thế người ta có tiền một chút thì người ta miệng lưỡi giống như con gan con thép, chẳng sợ ai cả, Chúa cũng chẳng sợ. Phần chúng ta đi theo Chúa, chúng ta có dám bỏ đi những điều đó để sống cho sự khiêm tốn, trong tinh thần yêu thương phục vụ, trong sự hạ mình xuống ở trước mặt Thiên Chúa cùng thừa quyền và anh chị em. Nếu như chúng ta không sẵn sàng bỏ đi những thứ đó, chúng ta có đi theo Chúa suốt cuộc đời này, chúng ta không đến được hạnh phúc vĩnh cửu đâu. Bởi Chúa đã bảo với chúng ta, ai muốn theo Thầy phải từ bỏ mình đi, phải vác thập giá mình ăn ngày mà theo mới có thể đến được hạnh phúc vinh cửu. Con đường theo Chúa chúng ta biết từ bỏ nó rất là khó khăn, chông gai và thử thách, nô nghề đòi hỏi rất nhiều hy sinh. Thay cho nên hôm nay ta nghe Chúa dặn dò các tín đồ cũng như dặn dò tất cả chúng ta, lòng anh em đừng có sao xuyến, đừng có sao xuyến trước những thử thách, trước những khó khăn. Tâm hồn anh em đừng sao xuyến, cứ tin vào Chúa, cứ tin vào Thầy, chắc chắn các con sẽ được Chúa Cha cũng như Thầy phụ trợ ban ơn và nhân đạo nhân đưa chúng ta về cùng với Ngài. Chúa mời gọi chúng ta hãy bước đi với Chúa trên con đường cuộc đời của mình, hãy tin tưởng vào Chúa, vào Thiên Chúa Cha. Bởi đường về trời có nhiều trông gai thử thách, nếu chúng ta bám vào Chúa, chúng ta sẽ rất dễ dàng vượt qua tất cả. Nếu như chúng ta biết công tác thời ơn của Chúa, cuộc sống ngày hôm nay thưa quý bà chị em vẫn luôn mở ra trước mắt chúng ta rất nhiều những con đường. Có những con đường dẫn người ta đi vào ngõ cụt và cái chết, có những con đường dẫn người ta tới sự sống khi người ta dám sống hết mình vì Chúa và vì anh em giống như Chúa Giê-xu, khi chọn lựa sự thật là tình yêu thương là lẽ sống cuộc đời của mình. Đó mới là lúc chúng ta ở trong Thiên Chúa, ở trong nhà của Thiên Chúa. Bởi thế sống là một cuộc hành trình đòi chúng ta phải chọn lựa một cách khôn ngoan theo ý Chúa, chứ không phải khôn ngoan theo cái lẽ đời. Chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả mọi người đừng tự phụ vào sự riêng của mình và sự khôn ngoan của mình, nhưng hãy nên thay đổi tâm thức và con tim để cộng tác tích cực và sự hướng dẫn của Chúa để tiến đến được cùng đích đích thực của cuộc đời mình là phục vinh cửu. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Kitô Giêsu xuống trên đàng này để dẫn con người đến với Thiên Chúa. Nhờ lời cầu nguyện chúng ta có cùng những tối hậu là Đức Trời, có ý nghĩa thần linh và niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta hãy tạ cả Chúa và các lời nguyện xin. Còn chúng tôi thì sẽ xin lòng cầu nguyện và cầu lời Chúa. Xin cho
cùng một thể chất lấy cho các bạn.
tạ ơn ban cho các cô đệ và nhóm tất cả các con hãy được lấy mà uống vì này là cái món này món ăn mới và thứ sẽ được các con các con và người được ăn rồi các con hãy làm điều này mà nhớ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúng con là những thành viên cho chúng con cơ năng thần và mong những khi con từ khi con đến con từ con đến thần lần qua trên đây một thánh con đang bằng các bàn đầu để nghe bằng các thánh trong chúng ta cùng với đức cao bằng hai chi con cứ trong một thư say đó phải chúng ta cứ trong một ta cùng cả những trong một cha mà còn thầy thành cao siêu nhiên thầy thánh sử dụng thời một lời tạ ơn cùng với những như vậy chúng con cầu thần chúa ban thầy chúa con được chúc lành cho những người làm mẹ xin cho những người làm mẹ trở nên khỏe mạnh bình an và luôn sống luôn lo cho con cái trong gia đình xin con được nhớ đến các con thần chúa là những linh hồn chúng con xin cầu lời hôm nay là những người con mà chúng con đã gọi là những người thân chúa xin ban cho những người đã chết như con muốn cuộc sống là xin Chúa cùng nơi chỉ đang trong tâm ta đang tìm các người đi còn sống tại và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và các bậc thân tổ chúng ta đây để các từ thân quân Chúa xin nơi này được vào từ thân chân không nên Chúa chúng ta lại xin Chúa cho các đại thân thân cho chúng ta được vào đời sự sống đời đời cùng với đức tin đồng hoa đơn ca mẹ chúng ta hãy luôn sáng bằng các đại thân thân ta đây không đổ vào đời các đại thân thân và cùng với các bạn chúng ta được tay vào đời đồng hồ đi thôi để nhận được sống vui và loài đời
Hello.